BA Universe. Thời đại mới, sự sống trên các hành tinh khác. Mặc dù các nhà khoa học chính thống đã tính toán ra rằng khả năng có sự sống thông minh trên các hành tinh khác có tỷ lệ vào khoảng 1 trên 100.000 đối với hệ thống sao, nhưng trong thực tế con số đó chỉ rơi vào khoảng 1 trên 1.540. Vũ trụ có khoảng 80% là các sinh mệnh giác ngộ nhân từ và khoảng 20% là các sinh mệnh tiêu cực có định hướng bản ngã. Trên trái đất, tình trạng này đã bị đảo ngược và làm cho hành tinh này trở thành một trong các hành tinh đen tối nhất trong dải thiên hà. Trái đất là một trong khoảng 12 hành tinh đang trải qua một sự chuyển đổi lớn vào các tần số cao hơn. Dưới đây là những liệt kê các hệ thống sao và các hành tinh khác nhau của các nền văn minh tiến bộ. Những nhóm nói đến bên dưới chỉ đại diện cho khoảng một nửa những chủng tộc đã viếng thăm trái đất từ khi sự sống bắt đầu ở đây. Pleiades. Những người Pleiades là chủng tộc gốc của loài người. Dạng người vượn bắt đầu trong hệ thống sao Lyra, Vega và những linh hồn đầu tiên trong dạng người vượn đã di cư đến hệ thống sao Pleiades, nơi mà phần lớn sự tiến hóa linh hồn đầu tiên xảy ra. Hệ thống sao Pleiades mà chúng ta đề cập ở đây chắc chắn không tương ứng chính xác với các bản đồ sao hay các phân loại khoa học của các bạn. Các sao sau đây như một phần của hệ thống Pleiades lớn hơn, cho dù không phải tất cả họ đều nằm hoàn toàn trong chòm sao Pleiades. Trong một số bản đồ, nhóm thất tinh là các ngôi sao duy nhất được tính đến. Tuy nhiên, từ góc nhìn của cấp độ quản lý cao hơn, có khoảng trên 100 chòm sao trong hệ thống sao Pleiades với trên 300 hành tinh có người ở. Sau đây, chúng ta chỉ liệt kê những ngôi sao có liên quan nhiều nhất với trái đất mà đã ảnh hưởng hoặc đã viếng thăm trái đất một cách đáng kể. Mặt trời và hệ mặt trời. Hệ mặt trời của chúng ta là thuộc về các hội đồng quản trị của Pleiades. Do chúng ta có gốc gác là một chủng tộc Pleiades trước khi có cuộc xâm lăng của những người Orion vào nửa triệu năm về trước. Trái đất là nơi đậm đặc nhất trong các thế giới có người ở trong hệ thống sao Pleiades. Để minh họa cho điều này, chúng ta sẽ điểm lại các mô hình rung động sau đây. Rung động tổng hợp của hành tinh chúng ta hiện đang là 3.48. Ngay khi nó đạt đến mức 3.5, trái đất sẽ được xem như một hành tinh mật độ 4. Con số này thể hiện mức độ tư tưởng trung bình của các linh hồn trên trái đất được kết hợp với tần số cộng hưởng của bản thân trái đất. Các linh hồn sinh sống trên trái đất có các tần số rung động tổng hợp cá thể và chúng thay đổi từ mức 2.5 đến 4.99. Tần số rung động tổng hợp của chúng ta là một tổ hợp các chuỗi số trung bình được tích phân trong một khoảng thời gian cụ thể, thông thường là trong một ngày trái đất. Nó bao gồm trạng thái tư tưởng của các bạn trong 6 thân thể thấp, như thể xác, thể tình cảm, thể trí, thể astral, thể ether và thể nghiệp quả, cũng như những ảnh hưởng từ các cái tôi thiên thể cao hơn của các bạn. Tư tưởng của con người có thể cao hơn nhiều mức 4.99, nhưng dạng vật lý như một con người có thể chết thì chỉ tồn tại lên đến giá trị đó. Những linh hồn với một rung động tổng hợp vượt trên mức 4.99 là đã ở dạng tinh thể ánh sáng thăng lên của họ. Những khía cạnh thú tính mật độ thấp sẽ rung động trong khoảng từ 2.5 đến 3.0, trong khi cái gọi là khoảng bình thường của ứng xử và nhận thức của con người tương ứng với mức từ 3.0 đến 3.5. Nếu như chúng ta có tâm trí cao hơn, trí thông minh tinh tế hơn và những ham muốn sáng tạo cơ bản là trong khoảng 3.5 đến 4.0. Trong khi đó, những người có một sự hiểu biết phát triển và một nhận thức tâm linh cao thì sẽ có mức rung động cao hơn mức 4.0. Những vị thầy tâm linh giác ngộ có một mức độ tư tưởng trong khoảng 5.0 đến 12.0. Nhưng nếu họ vẫn đang trong dạng con người có thể mất đi thì rung động tổng hợp của họ là thấp hơn 5.0. Bên dưới, chúng ta sẽ thảo luận tần số rung động tổng hợp của những thế giới khác trong vùng này của thiên hà mà có liên quan với quá trình tiến hóa của các bạn. Video sẽ cố gắng mô tả một số những phẩm chất và môi trường của những nền văn minh đó. Kim tinh, Venus. Đây là thế giới ngoài hành tinh gần chúng ta nhất, là một nơi phù hợp cho các sinh mệnh trong các thế giới ether. Kim tinh là một hành tinh nóng, đầy khí ga, độc hại đối với các tầng thứ mật độ 3 và 4. Nhưng trong mật độ 5 và 6, có những thành phố ánh sáng vĩ đại với kiến trúc tinh thể đẹp đẽ và những khu vườn đầy màu sắc đẹp không tả xiết. Những vòi phun nước và những quảng trường có thể tìm thấy khắp nơi. Kim tinh có hai tầng thứ rung động 5 và 6 và được xem là trạm trung chuyển bởi các vị thầy đã thăng lên. Điều này là bởi nó chứa một cổng hạ thấp còn gọi là stepping down. Chúng cho phép các sinh mệnh từ các thế giới đã thăng lên mật độ 7 và cao hơn thế có thể kết nối và tương tác với các linh hồn trên trái đất, những người đã đạt đến một rung động tổng hợp mật độ 4 và tư tưởng mật độ 5. Nói chung, sẽ là khá khó khăn cho một sinh mệnh đã thăng lên mật độ 7 hạ xuống 3 tầng thứ nhằm tương tác với một linh hồn mật độ 4 trên trái đất.
để làm cho họ có thể truy cập dễ hơn. Các sinh mệnh cao hơn sử dụng trạm trung truyền để tạm thời hạ thấp các tần số của họ trước khi cố gắng ngoại cảm với các đối tượng mà họ kết nối. Một vài linh hồn trên trái đất đã tiến hóa đến điểm mà điều này không còn cần thiết nữa, nhưng nó vẫn được sử dụng nhiều để làm cho kinh nghiệm được trao truyền dễ dàng hơn. Những linh hồn đang tăng trưởng và tiến hóa trên kim tinh sẽ sống trong các thân thể tinh thể ánh sáng mật độ 5 hoặc các thân thể chói sáng mật độ 6. Các bạn có thể viếng thăm họ trong trạng thái ngủ mơ hoặc trong lúc thiền định. Các hệ thống xã hội và văn hóa của kim tinh được định hướng đến khả năng sáng tạo, nghệ thuật, âm nhạc, khiêu vũ và các môn học ngoại cảm khác nhau. Khoa học là quan trọng nhưng không phải trọng tâm. Những hoạt động chính yếu ở xã hội kim tinh được tập trung xung quanh việc ủng hộ các trường học bí truyền và các cung điện ánh sáng được tạo ra khắp hành tinh, để dạy những linh hồn giữa các lần tái sinh trên trái đất và để rèn giũa những linh hồn hiện đã thăng lên về mặt tinh thần hoặc đang thăng lên về mặt vật lý vào các thân thể tinh thể ánh sáng của họ. Không có chiến tranh, nghèo đói hay những sự không công bằng xã hội và kinh tế trên kim tinh. Giáo dục là ưu tiên hàng đầu cho tất cả trẻ em. Những đứa trẻ mật độ 5 được thụ thai và được sinh ra với một chút khác biệt so với những đứa trẻ mật độ 3 và 4. Những đứa trẻ mật độ 6 được hiện ra thông qua một sự hợp nhất năng lượng giữa các cặp đôi mật độ 6. Một lượng lớn những người kim tinh đang liên quan đến việc giúp đỡ trái đất. Họ sử dụng một trong ba cách sau. 1. Trợ giúp theo cách ngoại cảm bằng cách kết nối với những người có khả năng ngoại cảm trên trái đất từ lợi thế của họ. 2. Viếng thăm trái đất bằng cách sử dụng các kỹ thuật phóng chiếu hình ảnh 3 chiều được tận dụng từ phi thuyền trong tầng khí quyển bên trên của trái đất. 3. Tái sinh trên trái đất theo cách thông thường. Xấp xỉ 1,4% con người trên trái đất có ma trận DNA kim tinh như là một ma trận trội, có nghĩa là những linh hồn này đã có rất nhiều đời sống trên kim tinh và xem kim tinh như thế giới quê hương của họ. Mộc tinh. Đây là hành tinh lớn nhất. Chúng có một nền văn minh ether cao hơn và tầng thứ thiên thể thấp hơn với vài trăm nghìn linh hồn. Họ được xem như những người gác cổng hoặc các kỹ thuật viên giữ cổng. Về bản chất, những linh hồn đi vào trường năng lượng của hệ mặt trời phải đi qua một cổng được trông coi bởi các hội đồng của Mộc Tinh. Các linh hồn của Mộc Tinh có trách nhiệm giữ sự ổn định và sự cân bằng bên trong hệ mặt trời. Họ tính toán các tiểu hành tinh, các khối thiên thạch, các sao chổi và các đối tượng khác khi chúng đi vào hệ mặt trời. Nền văn minh ether của Mộc Tinh tồn tại trong các lớp khí quyển bên ngoài của hành tinh. Không có các dạng sống trên bề mặt hành tinh. Bề mặt Mộc Tinh không định nghĩa được dễ dàng khi nó gồm bầu khí quyển lỏng được trộn lẫn với một số khí và khoáng chất dạng đặc. Những người đang rung động dưới mật độ 7 không thể sống dưới điều kiện áp lực và tính dễ bay hơi cực lớn, bao gồm những cơn gió vượt quá 1.000 km/h. Các thành phố trong bầu khí quyển bên trên Mộc Tinh bao gồm các cung điện ánh sáng và những địa điểm gặp mặt nơi mà các hội đồng Pleiades tổ chức một số buổi hội họp. Rất nhiều linh hồn trái đất đến Mộc Tinh để được tư vấn và được hướng dẫn giữa các lần tái sinh. Có thêm những phương tiện tư vấn ở đó được thiết kế để chuẩn bị cho các linh hồn trong các lần tái sinh tương lai. Sự kết nối hầu như chỉ là ngoại cảm hoặc thông qua việc hợp nhất năng lượng. Không có sự xích mích, sự mất điều hòa, chiến tranh, nghèo khổ, đói khát hay bất kỳ loại bệnh tật nào khác trong thế giới Mộc Tinh. Thổ tinh. Thổ tinh được biết đến bởi nhiều nhà tiên tri và các tu sĩ. Đây là nơi mà các hội đồng hay các vị thần phụ trách về việc gặp gỡ và quyết định các vấn đề quan trọng trong ngày. Điều này phần nào chính xác khi mà có các sảnh đường tu học lớn trong bầu khí quyển bên trên của thổ tinh. Đây là nơi linh hồn đến để xử lý các vấn đề chưa được giải quyết từ các lần tái sinh trên trái đất. Thổ tinh cũng tồn tại như một tiền đồn cho những người du hành đến từ các vùng khác của thiên hà. Đây cũng là một ngôi nhà ở xa quê hương cho các cuộc họp được tổ chức cho những người Pleiades đến từ các thế giới khác. Các thành phố ánh sáng trên bề mặt thổ tinh gồm các công trình nguy nga tráng lệ được làm từ các kim loại hiếm và các tinh thể hiếm lưu trữ nhiều hồ sơ tiến hóa của hệ mặt trời. Những sinh mệnh sống ở đó rung động ở các mật độ 7 hoặc 8. Hầu hết họ được chỉ định làm việc với các linh hồn đặc biệt hoặc các nhóm linh hồn trên trái đất. Họ có trên 1.000 đối tượng kết nối trên trái đất và những sinh mệnh đã thăng lên này hoạt động dưới những tên gọi khác nhau. Alpha Centaurus. Nằm trong chòm sao gần mặt trời của chúng ta nhất, Alpha Centaurus có 5 hành tinh, trong số đó có một hành tinh có những người vượn mật độ 4 sinh sống. Những linh hồn này rất khoa học và có công nghệ khá tiên tiến. Họ rất tôn trọng chính sách không can thiệp và do đó có rất ít đối tượng kết nối trên trái đất. Nhiều người trong số họ thuộc về các hội đồng Pleiades khác nhau và du hành thường xuyên đến chòm sao thất tinh trong phi thuyền đẩy đi bằng trường điện từ để tham dự các cuộc gặp mặt. Là một xã hội mật độ 4, họ vẫn chưa vượt qua được sự xung đột và bạo lực, nhưng những điều này là khá ít.
không có sự đói khát ở đây. Thực phẩm được sản xuất và phân phối bởi các công nghệ năng suất cao bằng cách ứng dụng năng lượng điểm không. Các trường học là nơi trung tâm trong các thành phố của họ và được thành lập để đào tạo bọn trẻ về những cách thức làm việc của vũ trụ. Mặc dù họ đã đạt đến sự tiến bộ về công nghệ, song họ đã chưa tiến hóa một cách đáng kể trong sự hiểu biết tâm linh. Hầu hết sự chú ý của họ là dành cho bản chất cơ học của mọi thứ và cách làm thế nào để lái phi thuyền đi khắp nơi và sinh sản. Họ đang có những thỏa thuận trao đổi với những thế giới khác nào đó trong hệ thống sao Pleiades. Các thân thể người vượn của họ có một chút hoàn thiện hơn người trái đất nhưng họ vẫn sinh sản theo cách thức thông thường. Họ có những giới hạn chặt chẽ về dân số và các công nghệ y tế để đảm bảo là họ chỉ sinh ra những đứa trẻ khi họ thấy rằng thời điểm là thích hợp. Tất cả mọi thứ đều mang tính hiệu quả và thế giới của họ là một bộ máy tốt. Họ thiếu vắng rất nhiều tình cảm và sự sáng tạo. Họ có nghệ thuật nhưng nói đúng hơn là mang tính chất cơ quan theo tiêu chuẩn của các bạn. Ở đây có khiêu vũ nhưng vẫn mang tính cơ giới. Những người Alpha Centaurus nói chung là một xã hội phép tắc và trật tự. Họ đã khuất phục các thân thể tình cảm của họ đủ để giữ được sự trật tự này nhưng không đủ để tạo ra sự phân mảnh linh hồn nghiêm trọng và sự suy tàn. Tau Ceteus. Một trong những thế giới đang quay quanh hệ thống sao Tau Ceteus có một chủng tộc người vượn thông minh tiến hóa cao. Họ đã viếng thăm trái đất trong rất nhiều năm. Họ là những sinh mệnh cấp cao. Họ thường đến cùng với các chủng tộc ngoài hành tinh khác để mang công nghệ tiến bộ và những lời dạy tâm linh đến trái đất. Người Tau Ceteus thay đổi giữa mật độ 5 và mật độ 6. Họ du hành trong các phương tiện hình đĩa nhỏ có thể di chuyển lên và xuống xuyên qua các chiều kích. Các phương tiện của họ hiếm khi bị nhìn thấy bởi loài người. Họ đã hoàn thiện nghệ thuật di chuyển từ vị trí này đến vị trí kia, còn được gọi là teleportation, bay lên, hay là levitation, và thậm chí là nghệ thuật phân thân, bilocation, đến một mức độ nào đó. Họ sử dụng kỹ thuật phân thân để phóng chiếu hình ảnh ba chiều của họ vào gần như bất kỳ nơi nào và hoàn cảnh nào trên trái đất để quan sát và trong một số trường hợp tương tác với con người. Họ có công nghệ lưu trữ tiên tiến và đã cung cấp phương tiện trong quá trình lắp đặt các đĩa pha lê. Thứ được sử dụng trong thư viện Hoop Record nằm dưới kim tự tháp vĩ đại tại Giza. Họ đã tạo cảm hứng cho nhiều vị thầy tâm linh xưa kia trên trái đất, bao gồm thần Thốt thời Atlantis và Isis trong những lần tái sinh tại Ai Cập của cô ấy. Thốt là một người Pleiades mật độ 7 và Isis là một người Sirius mật độ 8. Những người Tau Ceteus là những sinh mệnh rất khiêm nhường trong việc phụng sự cội nguồn duy nhất. Họ thích giữ im lặng về danh tính hơn trong hầu hết các trường hợp. Họ có vài đối tượng kết nối trên trái đất và được gọi tên bằng gốc gác sao của họ và một vài người sử dụng tên riêng trong những lúc liên lạc. Nền văn minh của họ trên hành tinh Tau Ceteus thứ 5 là nền văn minh Ether. Chúng bao gồm các cung điện, các khu vườn, các con đường và các tòa đại sảnh. Họ rất đề cao những sáng tạo nghệ thuật và cả những thành tựu khoa học của họ. Họ đã di cư đến hành tinh này chỉ một thời gian ngắn sau sự di cư từ chòm sao Thất Tinh hàng triệu năm trước. Fomalhaut. Hệ thống sao này có 4 hành tinh với các dạng sống thông minh khác nhau. Không phải tất cả các sinh mệnh hữu hình đều là người vượn. Một số có hình dáng giống côn trùng, trong khi những dạng khác giống bò sát hơn. Chủng tộc người vượn tồn tại ở mật độ 7. Họ là những sinh mệnh xanh trắng, trong suốt và có thể biến hình vào những dạng khác. Trong thực tế, họ sử dụng một dạng phóng chiếu hình ảnh 3 chiều để thay đổi diện mạo khi cần thiết. Còn khả năng biến hình thực sự thì sẽ xuất hiện tại mật độ 9 hoặc lớn hơn. Họ là làm việc với những chủng loài khác bên trong hệ thống Fomalhaut để phát triển và tăng trưởng. Họ đã gửi vài đại sứ đến trái đất tại các thời điểm khác nhau trong quá khứ và đang tập hợp một nhóm các linh hồn để viếng thăm trái đất để quan sát, học hỏi và tăng trưởng từ cái mà họ trải nghiệm. Mặc dù họ là các sinh mệnh tò mò, họ tôn trọng triệt để chính sách không can thiệp. Họ không có bất kỳ đối tượng kết nối nào trên trái đất tại thời điểm này. Thất tinh, Seven Sister. 7 ngôi sao lớn xanh trắng ở trung tâm hệ thống Pleiades là quê hương của 12 chủng tộc thông minh và 3 hội đồng hay là các hệ thống điều hành. Những rung động của những người Pleiades này thay đổi từ mật độ 4 đến mật độ 7. Các linh hồn đã tiến hóa vượt trên mật độ 7 thường đến các vùng khác của thiên hà. Nếu vượt lên trên mật độ 7, vị trí trong không gian và thời gian có rất ít ý nghĩa. Hệ thống hành tinh này chứa hội đồng cao cấp hay hệ thống điều hành trung tâm. Chúng được đặt gần vài cổng mà cho phép những linh hồn đang thăng lên truy cập vào các thế giới mật độ 8 và 9. Nhiều nhóm người Pleiades mật độ 4 đã viếng thăm trái đất trong quá trình tiến hóa của loài người. Nhóm người Pleiades mật độ 4 này khá nổi tiếng đối với những Lightworker. Họ được lãnh đạo bởi một người phụ nữ được biết đến là Semsey và một người đàn ông tên là Peter.
Họ có 12 phi thuyền trinh sát và một tàu mẹ trong các thế giới ether của trái đất vào mọi lúc. Họ đang phụ giúp những người Arcturus trong việc cân bằng hệ thống lưới của trái đất và một trong các nhóm khác có trách nhiệm cho phần lớn các vòng tròn trên các cánh đồng Crop Circle. Các thế giới mật độ 4 trên các hành tinh Pleiades chủ yếu mang tính khoa học. Một trong số đó rất đông dân và khá giống với các thành phố được mô tả trong bộ phim giả tưởng của chúng ta, Chiến tranh giữa các vì sao. Tuy nhiên, không có bạo lực triền miên ở nơi đây, cái mà vốn là đặc điểm của một vài thế giới Orion. Có rất ít sự nghèo khổ và bạo lực trên các thế giới Pleiades, mặc dù họ đã chưa hoàn toàn loại trừ nó. Hầu hết các hành tinh phụ thuộc nặng nề vào việc trao đổi với các thế giới khác cho các nguồn cung cấp vật lý. Một trong số đó khá là tự cung tự cấp. Một trong số họ cũng đã tiến hóa khá bừa bãi trong nhiều trường hợp, với việc phát triển quá mức và sự ô nhiễm là những mối lo âu chính. Trong vòng 2.000 năm gần đây, họ đã tiến bộ công nghệ đến điểm mà rất nhiều những vấn đề trên của họ đã được giải quyết, nhưng họ vẫn còn phải nỗ lực thêm nữa. Semsey và Peter là hai trong số các thành viên tiến hóa hơn của các chủng tộc Pleiades mật độ 4. Rất nhiều người trong các thế giới của họ đã tiến hóa về mặt công nghệ, nhưng vẫn chưa thực sự phát triển được bao nhiêu về sự hiểu biết bên trong họ. Đó là lý do tại sao một vài nhóm đã gây ra các vấn đề trên trái đất trong quá khứ, cho dù các dự định của họ thường là hòa bình. Các hội đồng cao cấp Pleiades. Hệ thống điều hành của Pleiades bao gồm hầu hết các linh hồn mật độ 7. Những người là các hậu duệ có nguồn gốc từ sự di cư của Lyra và Vega hàng triệu năm trước. Các đại diện từ gần như tất cả các hệ thống sao trong Pleiades tham dự đều đặn các buổi họp tại một trong các thành phố vĩ đại ở hành tinh thứ 14 của ngôi sao thứ 6. Là mật độ 7, những linh hồn này không bận tâm đến nhiệt độ vượt quá 1.000 độ C trong thời gian ban ngày. Những sinh mệnh cư trú trên các hành tinh của chòm thất tinh được điều hành bởi các hội đồng cao cấp. Họ đã bỏ đi chiến tranh, nghèo khổ, kiểm soát, đàn áp, thống trị, cạnh tranh và tham lam trên 1 triệu năm trước. Họ đã cống hiến các cuộc sống của họ cho việc mang đến sự cân bằng và sự điều hòa đối với vùng này của dải thiên hà. Họ đang làm việc với trên 10.000 người trên trái đất bằng cách ngoại cảm, thông qua việc mở kênh kết nối và truyền hình ảnh viễn tưởng, và thậm chí là cảm hứng toán học đối với các nhà khoa học của chúng ta. Ở trên, chúng ta đã liệt kê ra các sinh mệnh tại chòm sao Pleiades. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ nói về hệ thống chòm sao Orion. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.